Vâng, xin chào bác, là bên kia xe đạp. Bán này giới thiệu bác một mẫu địa hình Mountain Bike. Thì đây cũng là một cái thương hiệu cao cấp của dòng xe đạp thể thao model Trek Sherry 4300, thương hiệu đến từ Mỹ. Thì hôm trước đây em có về một chiếc Sherry cao cấp, thì nay em về một chiếc Sherry tầm trung của model Mountain Bike, thương hiệu Trek Mỹ, với cái tông màu rất là sáng, tông màu xanh trắng. Rất nhiều các bác quan tâm về cái thương hiệu dòng Trek Mountain Bike, thì hôm nay em về một chiếc đây. Thì bây giờ anh đánh giá tổng thể cho chiếc xe. Vâng, với thương hiệu Trek thì không còn gì xa lạ đối với những bác đạp xe lâu năm dòng xe đạp thể thao. Đây cũng là một trong những thương hiệu tốt thế giới về những dòng xe đạp địa hình cao cấp. Và cái model của xe là xe model của tầm trung, model Trek Sherry 4300. Xe làm từ hợp kim nhôm, aluminium. Với tông màu chủ đạo, tông màu xanh rất là sáng, điểm chỉ trắng trên khung xe. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Sherry 4, đời Sherry 4, tầm trung của dòng xe đạp Trek 4300. Đây là thương hiệu đến từ Mỹ đây, USA. Thì hôm trước có bác hỏi em về cái dòng xe đạp và dòng Mountain Bike. Thì em về một chiếc dòng Trek Sherry 4300. Rất hợp với túi tiền của bác. Và như những video trước em đã từng nói trước đây, thì thương hiệu Trek gắn liền với những cặp linh phụ kiện chính hãng của Bontrager. Cổ cốt Bontrager, ghi đông chính hãng của Bontrager, nguyên bản theo xe. Xe trang bị với tay bấm xả Shimano 9 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Acera. Và cụm phanh sau cũng là được trang bị với cụm phanh dầu thủy lực. À, đằng trước có logo biểu tượng của thương hiệu Trek, chính chiếc kiêng ba lá. Đằng trước có sử dụng với giảm sóc dầu, sân tua. Vành chính hãng nguyên bản theo xe. Vành của thương hiệu Bontrager AT850. Lốp Canada. Dưới gầm xe có các mã vạch chính hãng của thương hiệu Trek nhé, cũng còn nguyên bản trên cái khung xe. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ rất là nổi tiếng, dòng trên dòng xe đạp thể thao Mountain Bike. Cọc yên nhôm chính hãng của Bontrager nguyên bản theo xe. Yên Bontrager nguyên bản theo xe. Thì chiếc yên đằng sau đây một lớp rách nhỏ, nhưng mà nó là nguyên bản. Các bác có về để nguyên bản theo xe bác đi, hoặc là có thể thay thế. Thì em phải thay thế cho bác. Đây yên zin, các em vẫn còn để nguyên trên cái yên Bontrager. Bác mua có thể em thay thế cho bác yên khác, hoặc là để nguyên bản theo cái yên này của bác. Gạt đĩa của Shimano Acera, đùi đĩa Shimano, phủ đề Shimano Acera, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano, Mayer chính hãng Shimano, vành chính hãng của Bontrager, lốp Canada, lốp cũng còn rất là mới. Lốp này là em đã thay vì lốp còn cũ rồi, lốp trước của nó rất là cũ rồi mà em thay lốp Canada vào, lốp còn mới rồi. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 41, tức là size F, tức là tầm các bác cao tầm 1m6 đến 1m67, trên 1m5 đến 1m67 đi vào chiếc xe. Và bây giờ xin mời giá chi tiết hoạt động của xe.
Vâng, xe sang Mỹ 9 tầng lip, chính hãng của Shimano. Lên lip. Xuống lip. Vâng, chuẩn rất là trơn tru mượt mà nhá. Bên phải em là đùi đĩa Shimano. 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Đây là thương hiệu đến từ Mỹ, model Czech Series 4300 với tông màu rất là đẹp, tông màu xanh trắng. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe Mountain Bike, cái địa hình mà thương hiệu cao, cao cấp. Thì em về một chiếc Series tầm trung 4300. Và vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Czech Series 4300. Tất cả linh phụ kiện của xe kèm theo xe là Montager. Và xe giá rất tốt anh em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Còn là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Bọn hẹn các bạn trước ngày mai.